Rồi với bài tập số 10 nhắc lại tí xíu. Như vậy chúng ta sẽ có thứ thì bằng with đây. Nếu cần thì sau này các bạn sẽ dùng thêm một cái hàm nữa để cho nó ra chữ nha. Bởi vì nếu mà thứ một là thứ mấy? Chủ nhật ha. Thì các bạn có thể dùng thêm các cái hàm để cho nó ra chữ. Ví dụ mình dùng VLOOKUP chẳng hạn, mình cứ ánh xạ một là chủ nhật, hai là thứ hai thì nó ra chữ luôn. Rồi số ngày trong tháng thì mình sẽ tìm xem thử tháng 6 có tổng cộng bao nhiêu ngày. Vậy nó có một cái hàm mà chúng ta sẽ có là hàm end of month. End of month của ngày nào phải bao nhiêu tháng nữa. Nếu như chỗ này chúng ta cho không tháng thì nó sẽ cho mình biết là cái ngày cuối cùng của tháng này là ngày mấy. Rồi, như vậy ở chỗ này tháng 6 thì ngày cuối cùng của tháng 6 là ngày 30, bởi vì nó là end of month. Như vậy chúng ta đã có ngày cuối cùng của từng tháng. Ngày cuối cùng của từng tháng. Và người ta cần mình là số ngày trong tháng này. Như vậy thì mình chỉ lấy là 30, 31 là được. Như vậy chúng ta sẽ ghép hai công thức là bằng days, cái ngày của cái ngày cuối cùng, end of month. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ ghép hai công thức lại với nhau và chúng ta đã có ngày là tháng 6 là 30 ngày, tháng 7 là 31, tháng 6, tháng 9 đó. Như vậy thì chúng ta đã có chỗ này tháng 6, tháng 7, chỗ này tháng 6 thì cho qua tháng 5 đi ha. Để cho nó có tháng khác. 2 tháng 9 thì cho tháng 2 đi. Tháng 2. Ok, đó, như vậy các bạn thấy tháng 2 năm 2000 là 29 ngày nè. Rồi, tháng ok, như vậy thì chúng ta đã có các tháng khác nhau rồi đó. Được chưa? Rồi, như vậy chỗ này chúng ta có năm nhuận và năm không nhuận. Vậy năm nhuận chúng ta muốn lấy được năm thì chúng ta phải dùng hàm year để lấy được năm. Và năm đó chia hết cho 400 là một. Rồi, ok. Như vậy chỗ này khi các bạn biết công thức, các bạn sẽ chú ý giúp thầy để cho nó không bị nhầm. Lúc nãy mình viết là nó bị thiếu dấu đúng không? Bây giờ mình viết nó sẽ không thiếu dấu nè. Bằng nếu mở đóng ngoặc trong cái hàm if này nó sẽ có mấy đối số nè? Ba đối số. Như vậy đối số thứ nhất là mình sẽ có điều kiện. Đối số thứ hai là nhuận để trước luôn. Đối số thứ ba à không nhuận. Rồi, bây giờ quay lại điều kiện của chúng ta. Như vậy thì lúc mà các bạn viết kiểu như thế này nè, là dấu ngoặc của các bạn lúc nào cũng đủ, không bị thiếu và không bị thiếu thành phần. Thành phần nào dễ mình đưa ra trước. Ví dụ giá trị đúng cho ra nhuận, giá trị không đúng cho ra không nhuận. Thì hai cái này dễ mình ghi trước, còn công thức phức tạp mình ghi sau. Vậy công thức của mình nó sẽ phức tạp như thế nào? Biết rằng năm nhuận chia hết cho 400 là điều kiện thứ nhất. Vậy sẽ có điều kiện thứ hai hoặc. Vậy chỗ này mình sẽ hoặc hoặc mở đóng ngoặc, mở ngoặc đóng ngoặc luôn. Điều kiện thứ nhất không, mình bấm dấu phẩy. Chỗ này có hai điều kiện, vậy chỗ này mình cứ ghi điều kiện hai, cứ để đó đi, tí nữa nó sai nhưng mà mình cứ để điều kiện hai đó. Rồi điều kiện thứ nhất là gì? Năm nhuận, năm mà nhuận tức là chia hết cho 400, MOD mở đóng ngoặc hàm mốt đã. Nếu mà chia hết bằng bằng không, rồi năm year 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 của ai? Year mở đóng ngoặc phẩy
400. Vậy dia chỗ này là dia của A3. Như vậy mình đã có được hàm mod này không bị thiếu dấu nào hết. Mod của dia mở đóng ngoặc 400 phẩy bằng 0. Xong. Điều kiện 2. Điều kiện 2 của mình là O. Mở đóng ngoặc. Trong cái hàm O này của mình có mấy mấy trường hợp? Hai trường hợp, dấu phẩy một cái. Mình để ở đây điều kiện 2 đi. Vậy điều kiện 1 là gì? Chia hết cho 4. Thì tương tự như vậy, mình có thể copy công thức này, Ctrl C ra đến đây, điều kiện thứ nhất chia hết cho 4. Điều kiện thứ hai trong hàm mò không chia hết cho 100 thì cũng là công thức chia hết. Nhưng chỗ này chúng ta đổi 100 và chỗ này khác khác không, tức là không chia hết. Đó. Như vậy khi mà chúng ta đặt các cái chữ vào để cho nó giữ cái điều kiện của mình. Ví dụ hàm O của mình biết trước là có hai điều kiện, hàm N của mình biết trước có hai điều kiện thì mình cứ đưa chữ vào để cho nó giữ cái khoảng không đó. À, Enter. À, ngay lập tức công thức của chúng ta, chứ không là để nó báo là thiếu hay không thiếu. Rồi nhuận để... sai, đúng rồi. Nếu mode year để coi thế nào. À, chỗ này mình end chứ. End. Mình... ok. Tại vì mình sai cái hàm. Chỗ này điều kiện phía sau là end chứ không phải là or. Bởi vì năm này vừa chia hết cho 4 và không chia hết cho 100. Thì chỗ này mình dùng hàm end. Đó, như vậy thì nó không bị sai nha.